Sáng nay mưa gió rảnh rỗi ngồi chế cái bát đồng hồ, chế thành công. Bát này là trên đồng hồ cách e nha các bạn, rất cứng rất chắc chắn, chạy tưng vô đó luôn, không rớt bát đồng hồ. Thì mình chế xong thấy cũng đẹp giống cách e, nhưng mà này cạc e chứ không phải cách e. Cái đồng hồ này mình nhắc lại 150.000 cái, đồng hồ này 150.000 cái, bát không có nha. Bát này mình chế nha, đồng hồ giống của mình là 150.000, còn bát này bát độc quyền cả Việt Nam này chỉ có mình có thôi, không rớt đồng hồ nha các bạn. Đó, test đồng hồ là test vậy á. Đó, mà chạy tưng, mà tưng cỡ này chắc đi leo giường mới nhúng được vậy thôi, chứ đi đường ấy không có nhúng được vậy. Đó, bát chắc chắn có 150.000 cái. Nhưng mà bát này mình, nếu bạn nào muốn thì cái bát này mình mua là 100.000 và mình ngồi mình chế nữa, mình bán chứ lộn, bán 100.000 mua giá nó rẻ lắm. Nhưng mà ngồi chế chế ngồi cạo cạo muốn khùng rồi luôn á. Nào mình cạo mấy cái này nè, không mình cắt nè, mình cắt để cho nó vừa cái bát rồi mình cạo cạo đó, nó cong cũng ghê gớm, cong cũng mệt lắm á, mất 5 phút mệt lắm, nó đùa thôi đấy đó. Thì mình chế lại cái bát cho nó phù hợp. Cứng nhắc. Đồng hồ này 150.000 cái nha các bạn, đồng hồ Sendin. Đây. Đồng hồ Sendin, cách hướng dẫn lắp ráp thì mình có chỉ rồi. 150.000 cái. Cái đồng hồ là không có cái bát giống như trong xe mình nha, cái bát giống như xe mình là mình mua ở ngoài á. Chứ không phải mình ra ngoài hãng mình lấy, mình rảnh mình đi mua thôi, mình về mình tự chế. Mua hết 80.000. Nhưng mà ngồi chế nữa, bạn nào thích thì mình đặt mình mua mình làm giống vậy cho. Thì cái bát vậy phí làm luôn 100.000 đó, đi chạy vòng đi mua nữa rồi.